Cụ thể, chiến dịch giờ trái đất năm 2022 của Việt Nam đã tiết kiệm được sản lượng điện là 309.000 kWh, tương đương với số tiền khoảng 576 triệu đồng. Năm nay, chiến dịch hướng tới nâng cao nhận thức của từng cá nhân và tổ chức để ứng phó với biến đổi khí hậu và sự thiếu hụt của nguồn năng lượng do sự khai thác sử dụng của con người là nguồn tài nguyên bị cạn kiệt. Theo đó, hoạt động này không chỉ dừng lại ở sự kiện tắt đèn mang tính biểu tượng mà tiếp tục lan tỏa tới mọi cá nhân để cùng hành động vì một trái đất xanh phát triển bền vững.